con cá mà bữa hổm hai cô cháu mình bắt ở dưới cái ao nhà gạn các bạn. Vấn đề lớn là con làm sao đi lại đó được. Đó. Này chắc lấy cái gì bỏ vô nó nhảy rồi mất à. À mà cái vỏ trên đây. Sẽ mần con cá lóc này làm cá lóc sốt me nha các bạn. Các bạn cá mình đã mần sạch xong rồi nè. Giờ mình sẽ khứa ra ha các bạn ha. Các bạn khứa ra này để chiên này cho nó có cái độ giòn của cái con cá, cái thịt cá ha. Với lại khi mà mình sốt me nó sẽ thấm vô cái từng miếng thịt thôi các bạn. Trong thành phần đó thì mình sẽ có ít củ gừng này các bạn. Củ gừng này ha. Và tỏi bầm để khi mà mình phi để cho nó xào cho cá nó bán được cái mùi tanh. Cuối cùng thì nếu mà khi làm xong mình cũng sẽ cho được củ hành tây này, củ hành trắng á. Với lại ít đậu phộng cho cái vị béo. Ăn kèm với cái cá sốt me thì là bánh mì. Nên mình sẽ cho ăn bánh mì ha các bạn nha. Và cái hương vị đặc trưng của cái sốt me đó là rau răm nha các bạn. Mình sẽ bỏ rau răm lên. Và mình sẽ trộn với cái nước me này ha. Cái nước me này mình đã trộn sẵn rồi các bạn. Giờ mình sẽ bỏ tương ớt vô mình khuấy lên thôi. Chảo đã nóng rồi các bạn. Nãy mình cũng đã bỏ dầu lên trước để cho khi mà kịp về cho nó cá nó nóng thì cho cá vô. Giờ mình sẽ bỏ cá vô ha. Cái xương của nó sẽ cong lên. Cho nên mình sẽ nên lật cho nó lại. Để cho cái xương nó không có bị cong. Giờ mình sẽ giới thiệu lại với các bạn là nước mắm me ha. Nước sốt me này các bạn hãy cho nửa lạng me này, các bạn cho 3 muỗng nước mắm rồi 2 muỗng tương ớt này các bạn. 2 muỗng tương ớt với lại 4 muỗng đường nha các bạn. Để cho nó có vị chua chua ngọt ngọt mặn mặn nha các bạn ha. Từng mình sẽ sắc sợi nha các bạn. Các bạn thấy muỗng cá của mình nó đã vàng trước con cá kia, mình giờ mình cũng đã chở được rồi ha các bạn ha. Giờ mình sẽ chở cho các bạn coi ha. Nó đã giòn cái mặt ở dưới này các bạn. Thường sốt me mình nên làm cho nó có cái vị hơi giòn giòn để khi mà mình chờ mình sốt me lên đó các bạn thì nó sẽ có cái độ ngon của cá, cứng cá ha. Giờ mình sẽ bỏ gừng vô các bạn để cho nó thấm cái vị thơm mùi gừng, nồng nồng của mùi gừng ha.
để cho cái nước sốt của mình nó kẹo kẹo lại chút xíu nữa. Rau răm này nó làm thơm cái món đồ ăn của mình. Mình sẽ bóc cá ra dĩa thôi. Rồi mời Thắng ăn trực. À cái gì? Tiểu cô nương xin mời Hoàng Thượng. Thử chưa? Ăn đi, mời cả nhà, mời mọi người ăn.